Có một con người mà niềm vinh quang đã động lại từ nửa thế kỷ đấu tranh. Hồ Chủ tịch tôn vinh công lao của ông, gửi thư vào Nam Bộ, bác gọi ông là người bạn già thân mến. Yêu nước, yêu người nghèo khổ, ông dấn thân vào cuộc trường chinh đánh giặc. Gắn bó với nông dân, ông làm hạt nhân đoàn kết đồng đạo, đồng bào, động viên bà con đứng lên cứu quốc. Ông là đại biểu quốc hội của Bạc Liêu và là lãnh tụ cao đài kháng chiến. Bạc Liêu, địa danh có tên gốc tiếng Triều Châu là Bù Léo, tức xóm lưới, cách gọi của người Trung Hoa di dân đến đây vào thời Mãn Thanh. Một trong những dòng tộc lập nghiệp và thành đạt ở vùng đất ven biển này là nhà họ Cao. Ngày 17 tháng 4 năm 1889, có một cậu bé sinh ra trong gia đình khá giả và gia giáo, đó là Cao Triều Phát. Sau khi học xong bậc tiểu học ở Bạc Liêu, Cao Triều Phát được gia đình gửi lên Sài Gòn theo học bậc trung học tại trường Sarsilulopa. Trường này chuyên dạy chương trình Pháp cho học sinh người Âu và con cái nhà giàu, người bản xứ. Tốt nghiệp trung học, ông học thêm 2 năm trường luật và về làm thông dịch tại tỉnh nhà. Năm 1914, chiến tranh Pháp-Đức bùng nổ. Trong số gần 9 vạn người bị huy động sang châu Âu có Cao Triều Phát. Ông làm thông dịch cho một đơn vị lính thợ. Sống trên đất Pháp, Cao Triều Phát có cơ hội gặp gỡ các giới tiến bộ. Ông gia nhập Hội Tam Điểm, Hội Nhân Quyền và thường đăng đàn diễn thuyết. Ở Paris, nhiều lần ông gặp gỡ Phan Chu Trinh, người đã truyền thêm cho ông tinh thần yêu nước. Tháng 9 năm 1922, Cao Triều Phát hồi hương. Ông bàng hoàng trước cảnh thực dân Pháp dơ vét thuộc địa để bù đắp thiệt hại chiến tranh. Dân ta vốn nghèo khổ càng thêm bần cùng. Cao Triều Phát kết luận, ở đâu có thực dân, ở đó có bóc lột, phải đứng về phía người nghèo khổ để đấu tranh. Tư tưởng đó thôi thúc ông đi đến việc tập hợp lực lượng vào tháng 11 năm 1926 để thành lập Đông Dương Lao Động Đảng. Một đảng có khuynh hướng nghị trường chống Pháp. Ngay sau đó, Cao Triều Phát tổ chức hai tờ báo L'Heure Nouvelle và Nhật Tân Báo làm cơ quan ngôn luận công khai. Khuynh hướng chống Pháp của hai tờ báo là cái gai chọc vào mắt bọn mật thám. Với những cái hoạt động công khai đó thì không được cái nhà cầm quyền Pháp nó dung túng. Cho nên là nó tìm cách nó đóng cửa báo. Rồi nó làm cho cái đảng và tờ báo không hoạt động được nữa. Rồi cụ ứng cử ra hội đồng quản hạt, nghĩa là mong là có cuộc đấu tranh ở nghị trường để mà cho quyền lợi người lao động. Nhưng mà tất cả những cái đó thì đều không có đưa đến cái kết quả như cụ mong muốn. Không chỉ đóng cửa các tờ báo, thực dân Pháp còn bắt giam các chủ bút, đẩy hoạt động của Đông Dương Lao Động Đảng vào tình thế khó khăn. Vào thời điểm này, dựa trên tư tưởng tam giáo đồng nguyên gồm Phật, Lão, Nho, giới tư sản, địa chủ và trí thức lập ra một tôn giáo mới, Đạo Cao Đài. Mất nước, bị bóc lột nặng nề dưới ách thực dân, trong sự bế tắc tinh thần, nhiều người đã đến với Đạo Cao Đài như một nhu cầu tâm linh. Tòa Thánh Tây Ninh là cơ quan trung ương của giáo hội. Sau ngày ra đời không lâu, do nhiều nguyên nhân về xã hội và lịch sử, Đạo Cao Đài chia ra thành 12 chi phái. Chi phái Minh Chân Đạo do ông Trần Đạo Quang sáng lập, phát triển tập trung ở vùng nông thôn Nam Sông Hậu. Tất cả các chi phái đều lấy chung một biểu tượng để thờ tự là thiên nhãn. Mắt trời thấy hết mọi điều thiện ác. Đó cũng chính là mắt người tự soi xét lòng mình trước mọi hành vi. Cao Triều Phát nhận thấy Minh Chân Đạo có một khối quần chúng đông đảo, gồm những người chất phác và yêu nước. Họ là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh của dân tộc. Ông nhập môn và sớm trở thành chức sắc cao cấp của chi phái này.
Ngọc Sắc ngày nay là trung ương của Hội Thánh Minh Chân Đạo, một trong những thánh thất nằm sâu ở vùng nông thôn Cà Mau từ những năm 30 của thế kỷ trước. Các đạo hữu Minh Chân thực hiện mục đích mà Ngọc Chưởng Pháp Trần Đạo Quang chỉ ra là công bình, bác ái, yêu nước, yêu hòa bình. Đó chính là cuộc phổ độ lớn cho chúng sanh. Trần Đạo Quang và Cao Triều Phát gặp nhau ở tư tưởng ấy. Ông Cao Triều Phát mà đi với cái trưởng Trần Đạo Quang, nó kèm theo còn một cái tinh thần yêu nước. Trong cái tinh thần yêu nước đó, nó nổi bật là cái tinh thần yêu người nghèo khổ. Yêu người nghèo khổ. Bởi vì Minh Chân Đạo mà Đức Trưởng Trần Đạo Quang sáng lập ra tới năm 1930 đó, thì có hết thảy là 52 cái thánh thất. Nhưng mà không có một cái nào mà ở đô thị, thành phố, thị xã, thị trấn vậy thôi. Toàn là ở nông thôn hẻo lánh. Nhiều thánh thất Minh Chân Đạo đã bị Pháp và sau đó là Nhật buộc ngưng hoạt động, nhưng chúng không thể cấm đoán lòng yêu nước của tín đồ. Cao Triều Phát với vai trò chức sắc, tháng 8 năm 45, ông vận động quần chúng tham gia vào mặt trận diệt Minh, nổi dậy cướp chính quyền tại Bạc Liêu. Đối với cụ, tôi nghĩ là cái hy sinh vì nghĩa lớn, rất là lớn. Ví dụ như là tất cả tài sản vàng thì hiến cho từng lễ vàng, ruộng đất thì hiến cho chính phủ lúc mà mình mới giải phóng á, thì hiến cho chính phủ để chính phủ chia cho dân cày, là một cái vận động chính trị đối với nông dân á. Hiến đất để chính phủ chia cho dân cày còn là cách thể hiện tấm lòng vì người nghèo mà Cao Triều Phát từng tâm nguyện. Ông vui trong niềm vui độc lập cùng đạo hữu. Thế nhưng, vừa đúng một tháng sau ngày quân dân Bạc Liêu cướp chính quyền, giặc Pháp dựa vào quân Anh Mỹ tái chiếm Nam Bộ. Ngoài mặt quân sự, chúng còn dùng chiêu bài chia rẽ tôn giáo, trong đó có Cao Đài. Cho nên khi Pháp mà trở lại năm 46, Pháp trở lại xâm lược đất nước ta lần thứ hai, thì nó dùng cái chiêu bài là lợi dụng tiêu diệt tôn giáo để chống phá cách mạng. Đặc biệt riêng với 12 phái Cao Đài thì nó nắm cái Cao Đài Tây Ninh, vận động gọi là quy nguyên Cao Đài, tức là nó gom các chi phái Cao Đài lại một mối dưới sự cái điều khiển của Cao Đài Tây Ninh để mà làm hậu thuẫn cho Pháp chống phá cách mạng. Trước tình hình đó, Cao Triều Phát chọn Dòng Bớm, nơi có tòa thánh Ngọc Minh và hơn 4.000 tín đồ, làm mặt trận cố thủ. Ông vạch rõ âm mưu thâm độc của giặc Pháp để các đạo hữu nhận ra đâu là giận nước, đâu là mệnh trời. Thì người tín đồ Cao Đài Minh Chân Đạo thấy cái diễn ảnh trước mắt của mình, nhớ chuyện cũ, lúc còn nô lệ thì đời sống bị cơ cực, đày đọa, tín ngưỡng bị cấm đoán. Nếu giặc Pháp trở lại nữa thì cảnh cũ sẽ trở lại nữa. Thì từ chỗ đó, dưới sự lãnh đạo của ông Cao Triều Phát, họ quyết chí lấy cái mặt trận Dòng Bốn là một cái trận địa mà tử chiến với kẻ thù. Bằng súng kiếp và lựu đạn tự tạo, hàng ngàn tín đồ Minh Chân quyết tử với địch. Giữa tháng 4 năm 46, Pháp kéo đại binh vào Dòng Bốn. Bị thua đau ngay trận đầu, chúng hạ lệnh giết sạch, đốt sạch, kể cả thánh thất. Thế yếu, vũ khí thô sơ, sau nhiều trận chiến đấu ác liệt, hàng trăm nghĩa quân đã anh dũng hy sinh. Mắt trời đã soi tỏ chánh tà, thiện ác. Cao Triều Phát động viên đạo hữu, nghĩa quân lui binh để bảo toàn lực lượng còn lại. Cái mặt trận Dòng Bốn thất thủ thì danh nghĩa của Hội Thánh Cao Đài Minh Chân Đạo mà ông Cao Triều Phát đứng tên là kêu gọi toàn đạo tham gia vào mặt trận diệt Minh chống Pháp. Lời kêu gọi của ông vạch rõ, bàn thờ tôn giáo có nhiều nhưng bàn thờ tổ quốc chỉ có một. Kháng chiến là hành đạo, là công quả lớn nhất với Đức Chí Tôn. Lớp lớp đạo hữu hưởng ứng đã lên đường đánh giặc. Nhiều đạo tâm Minh Chân tự nguyện góp công góp của cho cuộc kháng chiến,
Và trong khí thế nớp với giáo ấy, lãnh tụ Cao Đài Cứu Quốc đã có mặt ở hầu khắp chiến trường khu chính. Ông đến với đồng bào, đồng đạo, chia sẻ nỗi đau mất mát vì chiến tranh, vui cùng người nông dân vừa được cấp đất. Trong tập ảnh kỷ niệm này, có một bức hình mà người đi phía sau cụ Cao Triều Phát là cậu bé Liên Lạc. Bây giờ, ông là một sĩ quan nghỉ hưu. Trên bước đường kháng chiến, có biết bao điều đáng nhớ. Ông cụ thường dạy tôi, giáo dục tôi. Đấy anh là đi theo ông á thì phải là yêu nước, phải là trung thành với Bác Hồ, đi đánh giặc để mà giải phóng cho mình, cho dân tộc mình. Mà những cái lời dạy dỗ đó tới bây giờ tôi vẫn còn khắc ghi. Tới ngày giờ này mà nói thì những cái việc mà trưởng thành của bản thân tôi phải nói là có cái sự dạy dỗ, giáo dục của ông cụ rất lớn. Cuộc kháng chiến chống Pháp Trường Kỳ đã đưa cả gia đình cụ Cao Triều Phát vào bưng biền, cùng sống trong sự đùm bọc của đồng bào, đồng đạo. Chịu đựng thiếu thốn, mọi người vừa lao động để tự túc, tự cấp, vừa tham gia bao vây kinh tế địch. Mọi việc cốt để ông yên tâm hoạt động, phục vụ nhiều hơn cho kháng chiến. Bà Cao và các con hết cuốc rẫy lại học nghề canh cưỡi. Lúc đó thì học thì dễ màng rồi này kia, mà nuôi sống. Cụ thì mất đi công tác suốt, cụ đâu có ở nhà. Rồi ở nhà mẹ con lo lắng với nhau. Rồi vừa trồng cây, trồng trái rồi này kia để ăn. Làm vợ, làm mẹ trong kháng chiến là vậy. Hết ở Đồng Tháp 10 nước nổi, lại quay về U Minh Mũi Dắt. Gia đình cụ Cao Triều Phát nhiều lần nằm trong tầm pháo kích ném bom của phi pháo địch. Quanh tạc dài dài ở cái miếng giường đó, chạy lên chạy xuống nhà dân rồi đó, chạy lên chạy xuống chừng cây số, chỗ thì bỏ bom miễn, chỗ thì bỏ bom dầu. Rồi cái nhà bên đây thì nó bỏ bom miễn tiêu hết, cái nhà dệt thì còn nó sập một bên thôi, còn bao nhiêu thì tiêu hết. Thì là đời sống rất là cơ cực, nhưng mà biết làm thế nào hơn trong sáng chiến mà. Giữa năm 1946, theo hướng dẫn của khu bộ trưởng khu chính, Cao Triều Phát sắp xếp lại lực lượng nghĩa quân dòng bớm. Một bộ phận được tăng cường cho mặt trận Tân Hưng, số còn lại bổ sung cho các đơn vị giải quốc đoàn. Sau đó, tại hội nghị đặc biệt do khu bộ trưởng Vũ Đức chủ trì, bàn về công tác quân sự và chính trị trong tình hình mới, Cao Triều Phát được mời làm cố vấn. Triển khai tinh thần hội nghị, ông về Bạc Liêu tổ chức cuộc meeting rầm rộ vào ngày 12 tháng 10 năm 1946. Nhân danh đại biểu Quốc hội, Cao Triều Phát kêu gọi đồng bào trung thành với chính phủ Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh cho nền độc lập và thống nhất Tổ quốc. Đồng bào nhiệt liệt hưởng ứng, tham gia tiêu thổ kháng chiến, đóng góp của cải cho Việt Minh. Còn nhớ, ngày 27 tháng 7 năm 47, Bác gửi chiếc áo lụa của đồng bào tặng đi đấu giá để gây quỹ thương binh. Cụ Cao Triều Phát đã vận động đạo hữu góp được số tiền cao nhất. Hay tin Bác cảm động, thảo bức thư gửi cho cụ Cao, người bạn già ở miền Nam. Bác mong có ngày sẽ cùng cụ uống một chung rượu đào, ngâm một bài thơ đắc thắng. Năm sau, cụ Cao mới nhận được thư Bác. Cụ liền gửi thư cảm tạ và hứa sẽ đi theo con đường cứu quốc mà Bác đã chỉ ra. Trong khi Cao Đài Minh Chơn tích cực tham gia cứu quốc, thì phái Tây Ninh do Trần Quang Vinh đứng đầu, trước đây theo Nhật, giờ lại theo Tây, chống lại cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc. Chính sách dùng người Việt đánh người Việt của thực dân Pháp đẩy Cao Đài Tây Ninh dấn sâu vào tội lỗi khi họ ký thỏa ước với Pháp lập quân đội. Ngày 27 tháng Giêng năm 47, quân đội Cao Đài làm lễ xuất quân. Họ dùng súng ống đạn dược của Pháp trang bị để càn quét, cướp bóc, giết hại đồng bào, phản lại tôn chỉ Cao Đài mà Đức Chí Tôn đã phán truyền. Trước tình hình phức tạp đó,
Cao Triều Phát quyết định triệu tập đại biểu các chi phái về Đồng Tháp 10 từ ngày 14 đến 17 tháng 10 năm 47 để bàn bạc tìm cách cứu đạo, cứu quốc. Và trên cương vị là phó chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh Nam Bộ thì anh đề xuất cái ý kiến là yêu cầu mặt trận và nhà nước cho phép thành lập cái cao đài cứu quốc 12 phái thống nhất. Thì trong cái cuộc đại hội đại biểu các chi phái cao đài tại Đồng Tháp 10 vào tháng 10 năm 1947 đó, thì ảnh được bầu cử là hội trưởng của ban chấp hành cao đài cứu quốc 12 phái thống nhất, đồng thời là trưởng quản cửu trùng đài của hội thánh cao đài duy nhất của 12 phái. Thu phục thêm phái Tây Ninh trung lập để hình thành cao đài cứu quốc 12 phái thống nhất là một thắng lợi lớn trong mối đoàn kết tôn giáo. Trước sự nghiệp chính nghĩa và sức ảnh hưởng của cụ Cao Triều Phát, nhiều binh lính cao đài đã quay về với nhân dân, với chính đạo. Thì trong suốt 9 năm kháng chiến thì cụ là cái hạt nhân đoàn kết của đạo cao đài, đồng thời là của cũng giữa đạo đời, vì cụ là chủ tịch cao đài cứu quốc 12 phái thống nhất, nhưng mà đồng thời cũng là chủ tịch hội Liên Việt Nam Bộ, tức là đoàn kết các tôn giáo, các giới để mà kháng chiến. Kháng chiến 9 năm thắng lợi, cụ Cao Triều Phát tập kết ra Bắc. Bác Hồ vui mừng gặp được người bạn già miền Nam, cùng ông uống một chung rượu đào, ngâm một bài thơ đắc thắng. Tháng 3 năm 55, với tư cách là đại biểu Quốc hội khóa 1, cụ tham dự kỳ họp thứ tư tổng kết giai đoạn 9 năm kháng chiến. Ở miền Bắc, cụ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết tôn giáo dân tộc, điều mà cả đời cụ dấn thân phụng đạo và đấu tranh cho đất nước thống nhất. Cao Triều Phát đã góp công làm thay đổi vận nước, nhưng đời ông không thể cải được mệnh trời. Tuổi già, bệnh nặng, ông quy tiên vào một chiều tháng 9 năm 1956. Bác Tôn đau buồn tiễn đưa một nhà yêu nước, một người con Nam Bộ nghĩa khí. Bác Hồ thương tiếc vĩnh biệt người bạn già miền Nam. Đạo hữu khóc thương một cuộc đời phụng đạo, và hậu thế xin được thổi bùng lên ngọn lửa tưởng niệm để làm sáng rực linh hồn ông trong tâm khảm của mọi người. Cao Triều Phát, lãnh tụ cao đài kháng chiến, hình ảnh một con người hơn nửa thế kỷ dấn thân vì đạo, vì đời, sẽ còn lung linh mãi giữa thời gian.